năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo Tân Lạc tiếp tục chịu sự ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành, ngành giáo dục và đào tạo Tân Lạc đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành được mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ. Năm học 2020-2021, toàn ngành có 50 trường với 741 lớp, 19.668 học sinh, 16 trung tâm học tập cộng đồng, tăng 10 lớp, tăng 178 học sinh so với năm học trước. Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2021, toàn ngành có 1.627 người, trong đó cán bộ quản lý 140 người, giáo viên 1.301 người, nhân viên 118 người. Mạng lưới các trường học được phân bố đều ở 16 xã, thị trấn, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh và nhân dân. Đối với giáo dục mầm non, từ những định hướng đúng, chỉ đạo kịp thời của ngành giáo dục và đào tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, chất lượng giáo dục mầm non không ngừng được nâng cao và phát triển. Năm học 2020-2021 thực hiện 25 trường mầm non, trong đó 24 trường công lập, 1 trường tư thục và 1 cơ sở giáo dục mầm non, tổng số 252 nhóm lớp. Kết quả huy động: trẻ từ 0 đến 5 tuổi ra lớp là 6.005 trên 8.102 trẻ, đạt tỷ lệ 74,1%. Trong đó, trẻ nhà trẻ từ 0 đến 3 tuổi huy động đạt tỷ lệ 42,03%. Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 98,2%. Riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 99,7%. Số trẻ còn lại tham gia học tập tại các trường ngoài tỉnh. Về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, kết quả chăm sóc nuôi dưỡng trẻ có sự chuyển biến tích cực. 100% trẻ ra lớp được theo dõi biểu đồ sức khỏe theo quy định. Tỷ lệ trẻ trong các độ tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm so với đầu năm học. 100% trường mầm non bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn thể chất và tinh thần, không có ngộ độc, tai nạn thương tích xảy ra trong các cơ sở giáo dục mầm non. Về chất lượng giáo dục, môi trường giáo dục của các trường luôn được quan tâm, xây dựng mang tính mở, tạo điều kiện, cơ hội, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường vật chất, môi trường tâm lý an toàn, chú trọng đảm bảo tất cả trẻ đều có cơ hội học tập, qua chơi và bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ. Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 1.689 trên 1.689 trẻ. 100% trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi được chuẩn bị đầy đủ tâm thế bước vào lớp 1. Về giáo dục phổ thông, đối với cấp tiểu học, năm học 2020-2021 thực hiện 1 trường tiểu học, 23 cấp tiểu học trong các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tổng số có 322 lớp, trong đó có 318 lớp đơn và 4 lớp kép với 8.502 học sinh, tăng 100 học sinh và tăng 3 lớp so với năm học trước. Đây là năm học đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1. Ngành giáo dục và đào tạo Tân Lạc và các trường đã tích cực thực hiện công tác truyền thông để cộng đồng hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội. Tiến hành rà soát, phân công, ổn định đội ngũ giáo viên lớp 1, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy học. Tập trung bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và phối hợp cùng phòng tài chính kế hoạch, bố trí kinh phí để mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học lớp 1 cho các nhà trường. Với số tiền 1.726.622.000 đồng.
Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục, các nhà trường đã cùng phụ huynh mua sắm được 1.678 bộ đồ dùng môn toán, tiếng Việt cho học sinh lớp 1 với số tiền 465.771.300 đồng, đảm bảo cho 100% học sinh lớp 1 có đủ đồ dùng môn toán, tiếng Việt để học tập. Kết quả giáo dục học sinh lớp 1 đạt nhiều tiến bộ, cụ thể, môn tiếng Việt hoàn thành tốt, đạt 1.007 trên 1.680 học sinh, tỷ lệ 59,9%, tăng 25% so với năm học trước. Chưa hoàn thành chiếm 63 trên 1.680 học sinh, tỷ lệ 3,8%, giảm 1,4% so với năm học trước. Môn toán hoàn thành tốt, đạt 1.109 trên 1.680 học sinh, đạt tỷ lệ 66%, tăng 25% so với năm học trước. Chưa hoàn thành chiếm 47 trên 1.680 học sinh, tỷ lệ 2,8%, giảm 1,7% so với năm học trước. Triển khai thực hiện chương trình Thư viện thân thiện của Room to Read đối với 5 trường, tiểu học Mường Khến, tiểu học và trung học cơ sở Tử Nê, Phong Phú, Phú Vinh, Phú Cường, tổ chức triển khai nhân rộng mô hình cấp tỉnh tại 2 trường, tiểu học và trung học cơ sở Đông Lai và Thanh Hối, thực hiện nhân rộng mô hình cấp huyện đối với 17 trường còn lại. Có thể nói, triển khai thực hiện chương trình Thư viện thân thiện của Room to Read đối với cấp tiểu học đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tạo cho học sinh thói quen đọc, môi trường đọc thân thiện, đặc biệt làm thay đổi nhận thức và sự quan tâm của phụ huynh học sinh và cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả cuộc thi không gian trường học, lớp học an toàn sáng tạo hiệu quả, cảnh quan các trường học, lớp học có nhiều thay đổi tích cực, điển hình là các trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Phú, Địch Giáo, Đông Lai, Thanh Hối, Bắc Sơn, Quyết Chiến. Qua cuộc thi đã huy động được sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh và cộng đồng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. Kết quả, tổng số trường tham gia dự thi là 24 trường, trong đó xếp loại tốt 10 trường, khá 11 trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Phú được đánh giá xếp giải nhì cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục tiểu học tiếp tục được củng cố và giữ vững. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,5%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, góp phần quan trọng vào kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Đối với giáo dục trung học cơ sở, năm học 2020-2021 thực hiện một trường trung học cơ sở và 23 cấp trung học cơ sở trong trường tiểu học và trung học cơ sở với 167 lớp, 5.161 học sinh, tăng 9 lớp, tăng 274 học sinh so với năm học trước. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường triển khai thực hiện chỉ thị số 50 CTTU ngày 4 tháng 1 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông bằng các việc làm thiết thực có hiệu quả. Đối với cấp trung học cơ sở, chất lượng hai mặt giáo dục tiếp tục được giữ vững. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được các nhà trường quan tâm chỉ đạo. Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện. Kết quả, công nhận 359 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó giải nhất có 8 giải, giải nhì 25 giải, giải ba 103 giải, giải khuyến khích 223 giải. Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021, kết quả có 63 em đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 13 giải nhì, 11 giải ba và 36 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Hòa Bình, kết quả đạt 2 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải tư. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,4%. Số học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt 863 trên 1.190 học sinh, tỷ lệ 72,5%. Học sinh tham gia học nghề là 179 em, tỷ lệ 15%. Trong đó, học sinh thi đỗ vào trường chuyên Hoàng Văn Thụ là 21 em, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình là 33 em, các trường chất lượng cao khác là 4 em. Đối với giáo dục thường xuyên, năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục củng cố và duy trì tốt các hoạt động của giáo dục thường xuyên. Đối với công tác phổ cập,
ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện và triển khai công tác phổ cập năm 2020. Kết quả huyện Tân Lạc tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức 2. Đặc biệt, lần đầu tiên huyện Tân Lạc đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đối với các trung tâm học tập cộng đồng, ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện công tác kiểm tra đánh giá hoạt động của 16 trung tâm học tập cộng đồng. Kết quả năm 2020, xếp loại tốt có 13 trung tâm, loại khá 2 trung tâm, loại trung bình 1 trung tâm. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 15 trên 15 xã đạt tiêu chí số 14, có 8 trên 15 xã đạt tiêu chí số 5. Về công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc ban hành kế hoạch số 29KHUBND ngày 1 tháng 3 năm 2021 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, xác định lộ trình và thời gian cụ thể cho các trường học, chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện công tác tự đánh giá theo quy định. Qua kiểm tra đánh giá, tất cả các trường đã biết vận dụng công tác tự đánh giá vào quản lý nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Trong năm học, ngành đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài và công nhận 8 trường đạt chuẩn quốc gia, bao gồm Mầm non Phú Vinh, Mầm non Tử Nê, Mầm non Gia Mô, Mầm non Mường Khến, Tiểu học và Trung học cơ sở Lỗ Sơn, Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Lai, Tiểu học và Trung học cơ sở Quyết Chiến, Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Vinh. Nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 20 trên 50 trường, đạt tỷ lệ 40%. Đặc biệt, có 3 trường tại các xã thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã Phú Vinh và xã Gia Mô. Trong đó, trường Mầm non Phú Vinh là trường ở vùng đặc biệt khó khăn duy nhất của tỉnh, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các trường đạt chuẩn quốc gia đã được cải thiện rõ rệt về cơ sở vật chất, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngành giáo dục và đào tạo nỗ lực vượt khó, hoàn thành được mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học. Có kinh nghiệm từ năm học trước, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc đã chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc trong toàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền tới học sinh và gia đình về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức dạy học trực tuyến, hội nghị trực tuyến, thiết lập hệ thống báo cáo nhanh cho các đơn vị trường học chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thực hiện khai báo y tế điện tử, sử dụng quét mã QR code trước khi vào công sở. Ngành giáo dục Tân Lạc đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà, các đơn vị trường học đã khắc phục khó khăn, tổ chức dạy học trực tuyến và linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học khác nhau như giao bài đến tận gia đình học sinh, kịp thời bổ sung kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch. Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo và hướng dẫn các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 2 để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời hoàn thành chương trình năm học 2020-2021. Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán, có nhiều kinh nghiệm để giảng dạy cho học sinh khối lớp 9 trong toàn huyện, với tổng số hơn 30 giờ dạy. Có thể nói rằng, do dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, bằng sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo sát sao và phối hợp tích cực của các cấp, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, ngành giáo dục và đào tạo luôn chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Trong năm học 2020-2021, nhiều tập thể, cá nhân của các đơn vị trường học đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh khen tặng cờ thi đua, bằng khen nhì, bằng khen ba cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện khen tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 38 trên 49 đơn vị, tỷ lệ 78%. Đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba khối thi đua cho 11 đơn vị. Chiến sĩ thi đua cơ sở, 130 cá nhân. Lao động tiên tiến, 825 cá nhân. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022. 1. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh. 2. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học. 3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 4. Quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. 6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường học, nâng cao tự chủ đối với cơ sở giáo dục. 7. Rà soát, phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn ngành giáo dục và đào tạo, nhìn lại qua một năm học, có thể khẳng định sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã duy trì ổn định và có những bước phát triển vững chắc. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực to lớn nhằm tạo đà cho công tác giáo dục của huyện trong năm học tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương Tân Lạc giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.